Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn đang quay trở lại với clip của Lê Văn Cư. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn một chủ đề là hầu hết mọi người đang xây dựng đội nhóm nhưng không biết những cái nguyên tắc cơ bản để chúng ta vận hành đội nhóm mà họ sẽ thất bại rất là nhiều lần. Và đó là những cái điều mà tôi đã tự gặp phải trong cuộc đời mình. Tôi đã mất những đội nhóm mình, tôi đã mất rất nhiều con người trong đội nhóm của mình trước khi tôi xây dựng lại và đi trở thành một chuyên gia đào tạo xây dựng văn hóa đội nhóm, văn hóa doanh nghiệp. Và các bạn biết không, có rất là nhiều những cái nguyên tắc để chúng ta vận hành đội nhóm. Trong đội nhóm chúng ta, cái điều đầu tiên đó chính là chúng ta phải tạo ra một cái luật chơi cho chính đội nhóm mình, tạo ra một cái luật chơi cho chính cái tổ chức và cho chính cái công ty của mình, cho chính doanh nghiệp của mình. Nếu như chúng ta không có luật chơi thì mọi người sẽ không biết chơi như nào để tuân thủ đúng luật chơi và tạo ra một kết quả tuyệt vời nhất. Chơi mọi thứ chúng ta đều phải có luật, và vận hành doanh nghiệp, vận hành xây dựng đội nhóm vậy, chúng ta cần phải có những cái luật chơi. Và giống như nói cũng vậy, chúng ta cần phải có biết những cái nguyên tắc, chúng ta phải có những cái rule, thì khi đó chúng ta mới đạt được những cái kết quả tuyệt vời. Nếu như bạn cứ làm một cách bất chấp, là một cách tự nhiên, là một cách ngẫu hứng, là một cách cứ thích, cứ biết sao để làm vậy, thì tất nhiên bạn sẽ thất bại sớm hay muộn mà thôi. Có rất nhiều cái nguyên tắc, có rất nhiều cái nguyên tắc cơ bản mà chúng ta đang vi phạm, chúng ta đang không quan tâm đến nó, và đến khi chúng ta thất bại thì chúng ta mới để nó Và trong đội nhóm của bạn, bạn đang vận hành đội nhóm mình như thế nào? Bạn đang có những nguyên tắc để vận hành đội nhóm của mình? Bạn đang thực sự tạo ra ảnh hưởng cho đội nhóm của mình? Bạn đang cảm thấy đội nhóm của mình là một đội nhóm gắn kết và yêu thương nhau? Bạn đang cảm thấy đội nhóm của mình nó tràn đầy năng lượng, gắn kết và hiểu được giá trị của công việc, hiểu giá trị được của đội nhóm và sẵn sàng hy sinh được cho đội nhóm của bạn? Có rất là nhiều điều bạn cần phải trả lời. Bạn cần phải quan sát lại đội nhóm mình. Bạn cần phải biết được, đánh giá được đội nhóm của mình liên tục để tìm ra những cái điểm để làm sao cải thiện nó và làm cho nó tốt hơn. Bạn cần phải biết được rằng xây dựng bất kỳ điều gì cũng cần phải có những cái nguyên tắc, cần phải có những cái luật chơi, và làm đội nhóm cũng vậy thôi. Chúng ta cần phải có những cái nguyên tắc, cần phải có những cái luật chơi. Bạn cần phải tháo cái góc kính mơ của bạn ra. Bạn cần phải tháo cái kính của bạn ra. Giống như tôi đeo cái kính này vào, tôi sẽ thấy bạn rất là đen tối và rất là nhiều cái thứ vớ vẩn, đúng không? Nhưng tôi tháo ra, tôi sẽ thấy cuộc đời này thật là tươi sáng, mọi thứ thật là tuyệt vời. Đó. Và bạn hãy tháo cái góc nhìn hạn hẹp của mình ra, hãy ra bên ngoài mở rộng cái góc nhìn của bạn ra, hãy mở rộng cái năng lực của bạn, hãy nâng cao cái năng lực của bạn, hãy nâng cao những cái nhận thức của bạn, để chúng ta biết được rằng mọi thứ chúng ta cần phải có những cái quy trình. Hãy update thêm những cái quy trình cho công việc kinh doanh của bạn, hãy update thêm cái quy trình để cho bạn vận hành cái đội nhóm tuyệt vời hơn. Và bạn biết đây, mọi thứ chúng ta làm nó đều có những cái nguyên tắc cơ bản, nó đều có những cái rule cơ bản, và khi bạn tuân thủ được những cái điều đó, bạn sẽ tạo ra những kết quả như bạn mong muốn. Và tôi muốn nói bạn một điều này, rất là nhiều người họ đang xây dựng đội nhóm và họ làm mất đi đội nhóm của họ bởi vì họ không biết được những cái điều vô cùng đơn giản. Trong đội nhóm có những cái nguyên tắc cực kỳ đơn giản thôi mà chúng ta cần phải tuân thủ. Đầu tiên đó chính là kỷ luật. Khi chúng ta đã làm việc đội nhóm, nếu chúng ta không có kỷ luật thì tất nhiên đội nhóm chúng ta sẽ bị tan rã. Nên chúng ta cần phải có kỷ luật là chắc chắn chúng ta cần phải có. Cái thứ hai đó là xây dựng được cái tinh thần trách nhiệm. Cái tinh thần trách nhiệm cho đội nhóm mình, trách nhiệm trong mỗi cá nhân, trách nhiệm trong quyết định của họ, và trách nhiệm trong mỗi việc làm của họ liên quan đến rất nhiều người xung quanh và liên quan đến đội nhóm một tập thể. Và cái điều thứ ba bạn cần biết đó là cái kết quả của đội nhóm không phải là kết quả của một cá nhân mà kết quả của một tập thể. Nên khi mà đã là đội nhóm rồi thì là phải cùng nhau, người cuối cùng trong đội của bạn hoàn thành thì đội bạn mới được hoàn thành. Đó là cái điều cơ bản mà bạn cần biết đến. Chúng ta cần hỗ trợ nhau, chúng ta cần tương tác nhau, chúng ta cần giúp đỡ nhau. Hay có rất nhiều điều khác nữa, và nó có những cái rule rất cơ bản như vậy thôi mà bạn biết được, bạn hiểu được, bạn truyền thông cho tất cả thành viên trong đội nhóm của bạn, họ hiểu được điều đó thì tất nhiên bạn sẽ cơ bản để xây dựng được cái đội nhóm, cái văn hóa trong đội nhóm của bạn, và giúp cho đội nhóm bạn mạnh hơn, tốt hơn mỗi ngày. Điều mà tôi muốn nhắn gửi bạn ở đây thôi, hãy quan tâm đến đội nhóm của bạn, hãy quan tâm đến cách thức để vận hành đội nhóm của bạn, và hãy phải luôn luôn cập nhật để chúng ta tạo ra thêm những cái kết quả mới, tạo ra thêm những cái tinh thần mới để đội nhóm chúng ta càng ngày càng tuyệt vời hơn nữa. Ok không ạ? Đó là điều tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Chúng ta đang làm mở rộng ra thì chúng ta đang làm kinh doanh, chúng ta đang chơi những trò chơi cuộc đời này và chúng ta không biết những nguyên tắc nên chúng ta tiếp tục thua. Nên bạn hãy luôn luôn hỏi bản thân mình đã thực sự hiểu các cái luật chơi trong các cuộc chơi chúng ta tham gia, chúng ta đã thực sự master nó, chúng ta đã thực sự rõ ràng về nó để chúng ta có thể chiến thắng nó. Chúng ta chơi, hiểu luật chơi để chúng ta chơi đúng và chơi chiến thắng một cách tuyệt vời. Bạn phải hiểu luật chơi, bạn phải biết luật chơi để chúng ta chơi thắng được. Mọi thứ đều có luật chơi, mọi thứ đều có luật chơi. Nhớ này,
mọi thứ đều có luật chơi, nên hãy chơi đúng luật để chơi đúng và chiến thắng một cách tuyệt vời nhất. Và đó là những điều tôi muốn chia sẻ với bạn trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đón xem video của tôi. Nếu bạn cảm thấy video này giá trị, mang lại một điều đó cho bạn, thì hãy cùng chia sẻ video này, hãy đăng ký kênh của tôi để chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.